Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thi Vũ Video ha. Thì mình là Khánh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số những cái mẹo lựa chọn sản phẩm loa di động làm sao cho nó phù hợp với nhu cầu. Mình sẽ nói ra tất cả tính năng của những cái dòng loa di động hiện có thị trường và nó sẽ có sự khác biệt gì với nhau. Và mình sẽ so sánh và mình sẽ hướng dẫn cách mọi người lựa chọn làm sao cho nó phù hợp nhất. Mình bỏ tiền ra mình mua một sản phẩm làm sao cho nó hợp lý nhất. Ok, bắt đầu thôi. Trước hết thì mọi người sẽ phải xác định được chính cái nhu cầu sử dụng của mọi người. Mình xài cái gì nhiều, mình sẽ nhu cầu mọi người xài như thế nào. Đầu tiên loa di động nó sẽ có hai dòng. Đầu tiên là nó sẽ chia làm hai dòng, trước là dòng có pin, dòng có cái bộ nguồn á, không cần phải cắm điện. Và dòng thứ hai là cái dòng không có pin, tức là sẽ không có phải cắm điện. Mọi người phải cắm điện 24/24 thì nó mới hoạt động được, không cắm điện nó không xài được. Đó thì cơ bản đầu tiên nó sẽ có hai dòng đã, là có pin và không pin. Hầu hết về cái dòng có pin thì nó sẽ như thế nào? Có pin thì hiện tại với cái công nghệ sản xuất pin hiện nay á, mọi người mà muốn xài á, thì hầu hết các sản phẩm nó sẽ làm với một kích thước nhỏ gọn, như là những dòng Passion 2 của Panamax cũng là một dòng khá là nhỏ gọn, tầm như 6 triệu mấy 7 triệu ạ. Nó là những dòng nhỏ xíu vậy. Rồi cao hơn, cấp hơn nữa thì nó sẽ có Precious K8 nè, mình có hay có nè, cũng 13 triệu mấy, cũng kích thước rất là nhỏ gọn. Đây nó đây nè. Rồi đó, rồi đến Bose X1 Pro. Pro thì bây giờ nó hết hàng rồi ha, bây giờ là Bose X1 Pro LED. Rồi cao cấp nhất và to nhất, lớn nhất theo mình hiện tại mình thấy đó là dòng Electro Void Evo 8, cũng là một dòng có pin luôn. Và lớn nữa là có dòng JBL MK2. Đó là tất cả các dòng liên quan đến có pin. Thì kích thước như MK2 là to nhất có thể và bự nhất có thể rồi. Đương nhiên to bự vậy thôi, nhưng mà cái phần mà giới hạn công suất nó vẫn là giới hạn bởi vì của pin. Mọi người có tinh thần là loa mà có pin là kích thước nó phải nhỏ, âm lượng nó không có lớn và không, nó thường hạn chế đến ngoài trời. Nó chỉ đến trong nhà thôi, ngoài trời nó khá là nhỏ, không có lớn, không có bự lắm đâu. Còn một số dòng nữa mình không nhắc tên là thường như là những dòng mà chuyên để nghe nhạc, như cái dòng JBL Bactibox 310 á, mà mọi người rất là hay hỏi bên Thiên Vũ là dòng đó có hát karaoke được không á, thì tiện thì mình trả lời luôn là dòng đó vẫn hát karaoke được, tuy nhiên nó không phải là dòng chuyên để karaoke. Cái dòng đó không phải chuyên để ca nên mọi người không thể kỳ vọng của nó karaoke nó hay được. Dòng nó chỉ đánh nhạc sàn hay thôi, nhạc EDM, nhạc sàn này kia, đánh nhạc sôi động hay thôi, để nghe nhạc thôi nha. Vì clip này thời gian clip có hạn nên mình sẽ không chia sẻ về những vấn đề về liên quan đến cái loa di động mà nó nghe nhạc nữa. Mình chỉ tập trung vào những loa nào nó chuyên về karaoke thôi nha. Chuyên karaoke nó khác hoàn toàn với chuyên nghe nhạc nha. Chuyên nghe nhạc là nó củ loa nó sản xuất cho nghe nhạc thôi, còn chuyên ca thì cả củ loa nó sẽ khác. Cái này thì mình đã phân tích rất khá là nhiều trong clip trước rồi, thì mọi người có thể coi lại clip trước của mình chia sẻ như thế nào. Đó, đầu tiên mọi người sẽ xác định xem là mọi người có xài pin hay là xài không. Thì theo mình thấy thì cái việc nhu cầu xài pin như thế này á, thường nhiều khách rất là nghĩ là nó rất là tiện lợi cho khách. Nhưng mà thật ra theo mình thì với những khách hàng nào mà đi du lịch này kia á, thì trừ khi mọi người lên vùng núi cao hoặc là mình ra tận đến ngoài bờ biển luôn thì bắt đầu nó mới không có điện thôi, thì lúc đó mới cần xài pin. Thật ra thì hầu hết bây giờ mọi người đi chơi du lịch đến resort này kia hoặc là ra cái quán nhậu này kia, nhậu chòi này kia đều hầu hết theo mình thấy đều có điện cả rồi. Thậm chí cả mọi người đi camping luôn, những cái camping này kia là đều có điện 100%, thậm chí có cả máy lạnh trong đó nữa, nên là cái điện nó rất là phổ biến và nó rất là nhiều, lúc nào cũng có theo mình thấy là thế. Thậm chí sau này mọi người có những kinh doanh cả những cái trạm điện di động á, đó thì nó cũng ra điện được 220 luôn, nên là cái phần có pin này thì theo mình thấy như hiện tại theo cái xu hướng bây giờ thì nó không còn là nó quá cấp thiết quan trọng nữa. Rồi đó thì đó là cái phần có pin hay không pin ha. Còn đến những cái sản phẩm loa mà không có pin thì nó sẽ được lợi thế gì? Nó sẽ công suất lớn hơn nè, bởi vì nó không bị giới hạn bởi pin nữa nên công suất nó lớn hơn. Hầu hết các dòng không pin là bắt đầu những dòng lớn rồi, như là bắt đầu nhỏ nhất là dòng LD System Mavic 5 mà bên mình bán rất là chạy trong Tết vừa rồi, là một tân pin mới á, rất là chạy. Bose cũng có luôn, Bose là bắt đầu những dòng như là L1 Pro 8 nè, Pro 16, Pro 32 nè, rồi F1812 nè. Đó, rồi JBL cũng có những dòng như Peris One, đó là cũng những dòng cắm điện, toàn là dòng lớn không mọi người. Nó sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho mọi người nếu mọi người muốn mở lớn. Đó. Còn mở công suất lớn hay công suất nhỏ, ví dụ như mọi người thường thì mình thấy khách hàng hay bị nhầm những vấn đề này, tức là một cái loa nó có công suất lớn thì nó vẫn đánh nhỏ được.
nhỏ nó ra vẫn chi tiết, bởi vì thật ra mình đang xài những sản phẩm chính hãng, những sản phẩm chất lượng cao như Bose, JBL, LD gì đó là toàn là những thương hiệu châu Âu, châu Mỹ, nên là nó chất lượng rất là tốt, mình mở nhỏ nó vẫn ra đầy đủ chất âm chứ nó không có yêu cầu mình phải mở quá lớn. Để hết công suất thì nó mới ra đủ chất âm, không có. Mình mở nhỏ nó vẫn ra đầy đủ công suất, ra đầy đủ giải hết âm mà nó vẫn là rất là hay. Còn khi nào mình cần mở lớn thì nó vẫn mở lớn được. Thì đó là thường là âm thanh mọi người hay nói một cái câu là gọi là thừa còn hơn thiếu á. Thì thường theo mình thì mọi người đầu tư nên chừa trong cái đường dư một xíu thôi, không cần dư quá nhiều nhưng mà phải dư một chút xíu để khi mình cần có nhu cầu mình chơi ngoài trời thì nó sẽ đáp ứng được theo nhu cầu. Đến cái phần thứ hai là mọi người phải xác định cho nhu cầu cho mình là mọi người cần một cái loa di động mang đi chơi là mọi người có karaoke nhiều hay là không.